Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Donald Trump sinh ngày 14 tháng 6 năm 1946 tại New York, Mỹ, trong gia đình một chủ bất động sản nổi tiếng. Ngay sau khi tốt nghiệp trường Wharton của Đại học Pennsylvania năm 1968, Donald Trump gia nhập công ty của cha để học hỏi các kỹ năng kinh doanh trước khi tự mình thành lập tập đoàn kinh doanh Trump vào năm 1974. Ông sớm nổi tiếng với tính quyết đoán, đôi lúc là liều lĩnh, khi lao vào hàng loạt các thương vụ bất động sản khủng với khoản vay đầu tư khổng lồ. Năm 1983, nước Mỹ được một phen sửng sốt khi ông khánh thành tòa nhà Trump Tower, nguy nga tráng lệ tại khu phố Manhattan sang trọng nhất của nước Mỹ. Đến nay, Trump Tower vẫn luôn là một biểu tượng của sự phồn vinh và là niềm tự hào của thành phố New York. Khởi đầu thuận lợi, nhưng sự nghiệp kinh doanh của Trump cũng không ít lần lao đao, với ít nhất 4 lần phải tuyên bố phá sản. Từ một tỷ phú lẫy lừng trở thành kẻ trắng tay, nợ nần chồng chất không còn là chuyện lạ với Trump. Sau này kể lại, ông đã ví von tình cảnh của mình lúc đó còn bi đát hơn một kẻ ăn mày không nhà cửa. Thất bại, rồi lại đứng lên.
Với nỗ lực của mình, Donald Trump luôn vượt lên mọi khó khăn và thành công đã trở lại. Sau bất động sản, ông còn lấn sân sang các lĩnh vực khác như hàng không và sòng bạc. Thế nhưng, chính truyền hình mới là lĩnh vực khiến Donald Trump được biết đến nhiều hơn cả trên thế giới. Đặc biệt là sau khi ông và hãng NBC cho ra mắt chương trình The Apprentice năm 2004. Donald Trump sở hữu các chương trình giải trí, thể thao và các chương trình thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới và Hoa hậu Mỹ. Ông cũng là tác giả của nhiều quyển sách dạy làm giàu nổi tiếng thế giới. Ladies and gentlemen, thưa quý vị, tôi chính thức tranh cử Tổng thống Mỹ và tôi sẽ khôi phục lại sự hùng mạnh của đất nước này. Tôi sẽ là Tổng thống Mỹ vĩ đại nhất trong lịch sử. Tôi rất giàu. Nếu Tổng thống Barack Obama tiết lộ hồ sơ đại học và hộ chiếu của mình, tôi sẽ chi ngay $5,000,000 cho bất cứ quỹ từ thiện nào mà Tổng thống muốn. Cả hai chúng tôi cùng lớn lên ở Kenya. Chúng tôi thường đụng nhau trên sân bóng đá. Ông ấy chơi không giỏi lắm và bực tức vì điều đó. Khi chúng tôi dọn tới sống ở Mỹ, tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc. Lớn lên nhung lụa, nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, nhưng năm người con của tỷ phú Donald Trump luôn có ý thức tự lực cánh sinh để chứng tỏ giá trị bản thân. Đối với tôi, không làm mà hưởng là một điều vô cùng xấu hổ, và nếu không chứng minh được năng lực của bản thân, tôi không thể nắm giữ vị trí quan trọng nào của công ty. Chúng tôi nhận được những sự giáo dục tốt nhất, đầy đủ nhất, nhưng tiền bạc thì rất hạn chế. Từ nhỏ chúng tôi chỉ được cho tiền nếu làm một công việc gì đó. Ngày còn đi học, tôi đã từng cắt cỏ, nhặt gạch ở các công trình xây dựng của gia đình. Không ma túy, không rượu, không thuốc, đó là quy tắc 3-0 mà bố tôi vẫn thường dạy. Không chỉ nhắc đi, nhắc lại điều đó, ông còn tự mình làm gương cho chúng tôi. Donald Trump rất tự hào về các con của ông. Tất cả đều yêu thích lĩnh vực bất động sản và mang trong mình tham vọng, tính cách quyết đoán của người cha. Tôi có rất nhiều bạn bè giàu có với những đứa con rất tài năng, nhưng lại sớm hủy hoại cuộc đời bằng rượu và ma túy. Nhiều người đã gọi điện cho tôi, một số tôi chưa từng gặp mặt, để xin lời khuyên về những đứa con của họ. Các con tôi học tại những trường hàng đầu, giành điểm loại ưu và rất đoàn kết. Tôi hy vọng điều đó sẽ mãi được duy trì giữa cuộc sống đầy phức tạp.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh Báo Nói. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại!